Rồi thuốc cảm á, chán ho đó. Còn thuốc như Uống dự trù uống sáng chiều mà tối nó ho quá khó chịu uống thêm cử uống sao nha, cách 4-5 tiếng rồi uống thêm cử. Đó mà gặp cái thời tiết xấu nhẹ là bệnh nó chồng lên bệnh thì nó không tốt. Của chú là huyết áp tiêu diêm tim rồi. Còn buổi sáng ra chú ăn sáng bằng gì, ăn món gì? bún đồ Chú có nêm thêm mắm tôm hay mắm gì không? Không, không có làm mắm tim, không có kiểu mắm đầu cái mắm ruốc không gì sai không ai. sai. Đó là tại chú thấy À, đó gì cũng nước không làm không ạ. Của chú bệnh ha, giờ có hai vấn đề. Chú uống một viên thì chú uống liền đó, như chứ nhiều người cứ đợi ăn mới uống á. Giật mình vậy là uống liền chứ rồi cái bài huyết áp này nó quan trọng lắm. Ta uống đúng lúc đúng thời điểm nhưng mà vẫn không hại được đâu. Ví dụ như chú mới uống hồi nãy mà bây giờ trường hợp nó là chê mắm tôm cái mình không nên, chứ không phải là biết mình thích ăn mắm tôm nhưng mà nghe nói mắm tôm nó mạnh đó thì tốt. Còn bây giờ cháu có thể nói với chú là đây cái bạn này nè, là ta nói dễ cái bạn nội trợ là hạn chế nước nữa mà ăn mà mặn tới tay là huyết áp mình nha. Có trường hợp cái người uống hết một bao huyết áp xong uống ba thứ huyết áp mà vậy là cái nguy cơ mà bị tai biến là không bị tai biến nhưng mà về lâu dài có những biến chứng mãn tính như thế hiện tại nha, nó chạy thận nhân tạo đâu có thiết sống nhưng mà chết chết cũng không được nha. Nhìn con gái mình không giờ sao không mà chết chết đâu, người đàn ông nó khổ sở lắm nha. Thành ra chuột của đây lấy dẫn khỏe nó là cái địa ngục anh em nha. Bữa nay nói với chú để chú có thêm cái nghị lực. nó thẳng nhiều khi không có trong thứ cứ đổ hoài cái thứ chịu thì không ấy mà như là cái đầu dài cái đàn này là chim nó xíu như thế làm như không đủ chất lượng gì. Rồi bây giờ về chú làm mèo đen mèo trắng cũng vậy nhưng mà nó có những người khách quan là vậy. Ví dụ á chú thích loại gấp nha nhưng mà chú bảy 4 triệu Không, cái đó có rồi bộ. nha, mà nhưng mà bây giờ cái chú uống là chú nó chịu á thì Mà được à. cho chú uống hoặc ngược lại nha. Cho nên á là khi nó đổi vậy thì nó có một cái bất lợi xanh bình thường Ủa, mà ngày nào cũng rồi. ngon. Giờ bây giờ chú khoan nói chuyện, hít thở sâu thở ra từ từ, có cái vụ gì khác thì chú nói luôn nha. Bao tử có đau không? Bao tử cướp, bao tử có đau Bao tử này thường nè. đó rồi phải không? Mà nhà còn thuốc bao tử không? Sao? Ho cảm uống thật ngay lúc kêu cảm uống đỡ. Mà bị nắng quá trời luôn. Chứ thêm thuốc bổ não thấp khớp Ông thầy ông hôm giờ ông hơi mệt hả? Ít quá thì nó được trị bệnh mà cao quá thì có thể nó gây ra tiền phụ, nó chỉ phụ mình nó gây ra rồi nha. Đó cái thứ ba nữa là nó không biết cái mình cũng được nhưng mà bây giờ con mà đứa con gái nhưng mà mang thai biết thì mình không biết chú nó là bệnh nữ thai tây y á, trước chuột kinh kỹ rồi sau đó một số người thử nghiệm mới ra được thuốc để lùng mạnh chứ không có đơn giản. Chứ còn hỏi là không ai dám nói là cái người mua ở đâu sợ bị hạch quẹ rồi nó uống nước máy nó tẩm thì sao cho người nào mấy tai hại nó giữ nước Dạ hay nó giờ nặng nề mà không quá mình nói nhiều mấy người được. từ gái dụng đi Của chú này sao? Mời chú. Mấy nó đem tiếng ra có thì bộ Tập cơ phải là bây giờ cái đôi gian nó còn nghe vừa vừa khó lại nói đi cái tức là hai loại thuốc thì nhất nha. Bây giờ cấp cho chú mua đỡ thêm mấy thứ đông y bên ngoài nha, cũng đỡ vài ngày khi nào có thì cháu sẽ gửi điện. Còn ông bây giờ nó cũng bình thường, nó có giúp được cái gì? Đông y còn hơn này đổi liền chú này còn đang ăn liệu nhiêu lát em cao lại giùm anh nha. Rồi cái áo còn hết mà cái áo còn chứ cái áo còn à. Vậy cháu ơi bữa nay cắt cái thuốc khớp mà chút với bữa trước để chú nhớ cái chuyện là cái đến cái bệnh nào cái ngày nào cũng tuần thì đã bốn tuần sau ai rất là hay tôi nghe lại ra nghe chút cái gì rồi chú nhận cho chú nó tại đây rồi tại đây mình nó được.
tuần mà. Dạ.